tại Facebook Connect 2021, công ty đẩy mạnh hơn nữa vào những gì họ tin là tương lai của công nghệ. Meta có nghĩa là thể hiện hoặc gợi ý nhận thức rõ ràng về bản thân hoặc bản thân như một thành viên của danh mục tự tham chiếu một cách thông minh. Facebook cũng công bố các công cụ phần cứng và phần mềm mới. Tai nghe VR tiếp theo của Facebook Cambria sẽ ra mắt vào năm sau. Facebook muốn xoay trục Oculus Quest và AR sang công việc và ứng dụng. Facebook cho biết họ đang phát triển kính AR hoàn chỉnh. Ứng dụng mới Zuckerberg cũng công bố các ứng dụng mới đến từ nhiều đối tác khác nhau. Facebook Rockstar đưa Grand Theft Auto San Andreas vào Oculus Quest 2. Facebook đang mở rộng nghiên cứu kính thông minh cho ô tô thông qua BMW. Facebook muốn hướng tới tương lai và họ đang sử dụng một cái tên mới để nhấn mạnh điều đó. Facebook đang tự đổi tên thành Meta. Sau nhiều tuần kiểm tra gắt gao sau khi một người tố cáo làm rò rỉ hàng nghìn tài liệu và bản ghi nhớ nghiên cứu nội bộ cho các nhà quản lý, các nhà lập pháp và báo chí, Facebook đã cố gắng lật ngược tình thế bằng cách tập trung vào công nghệ tương lai của mình. Đối với Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Facebook, tương lai của công nghệ là về thế giới kỹ thuật số, nơi chúng ta có thể tương tác với nhau. Những thế giới này, mà ông gọi là Metaverse, sẽ cho phép các loại hình nghệ thuật âm nhạc, giải trí và kinh doanh mới. Và công ty cho biết nó sẽ được xây dựng một cách có trách nhiệm, có tính đến quyền riêng tư và khả năng tương tác. Nếu tất cả chúng ta cùng làm việc và trong vòng một thập kỷ tới, Metaverse sẽ tiếp cận 1 tỷ người, lưu trữ hàng trăm tỷ đô la thương mại kỹ thuật số và hỗ trợ việc làm cho hàng triệu người sáng tạo và nhà phát triển, Zuckerberg nói trong một bài thuyết trình tại Facebook. Kết nối hội nghị vào thứ Năm. Chúng tôi hoàn toàn cam kết về điều này. Những nỗ lực siêu ngược của Facebook vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, và một phần trong số đó, công ty đã công bố một loạt công cụ phần mềm bao gồm công nghệ cho phép mọi người điều khiển chương trình bằng giọng nói hoặc tay của họ. Facebook cũng đang mở rộng các dịch vụ phần cứng của mình. Zuckerberg nói, đây là chương tiếp theo trong công việc của chúng tôi, và chúng tôi tin rằng đối với Internet nói chung, những nỗ lực của Meta được đưa ra khi công ty đối mặt với một trong những tranh cãi lớn nhất từ trước đến nay. Trong tuần qua, hơn một chục hãng tin đã đăng các câu chuyện dựa trên kho tài liệu Facebook bị dò gì đó, sau một loạt bài mà The Wall Street Journal đăng về chúng có tên là The Facebook File. Các câu chuyện chỉ ra nghiên cứu nội bộ, các bản ghi nhớ và cuộc tranh luận nhấn mạnh những thách thức mà công ty phải đối mặt khi cố gắng kiểm soát các mạng xã hội của mình trên toàn cầu. Zuckerberg đã giải quyết các tài liệu bị dò dỉ vào thứ Hai, nói rằng công ty đang cố gắng cân bằng quyền tự do ngôn luận với nỗ lực giảm nội dung có hại. Hơn 40.000 người làm việc về an toàn và bảo mật tại Facebook và mạng xã hội này dự kiến sẽ chi hơn 5 tỷ đô la Mỹ cho an toàn và bảo mật vào năm 2021, ông nói. Tuy nhiên, việc kiểm duyệt nội dung trong thực tế ảo có những thách thức riêng. Tại hội nghị thường niên tập trung vào thực tế ảo vào thứ Năm, Zuckerberg đã đưa ra tầm nhìn của mình về cách chúng ta sẽ làm việc và chơi trong Metaverse. Ông cũng thảo luận về tai nghe thực tế ảo thế hệ tiếp theo của công ty Cambria. Giống như các tai nghe VR khác, Cambria mang đến một màn hình gần với mắt bạn đến mức bạn nghĩ rằng mình đang ở trong thế giới ảo. Nhưng nó cũng cảm nhận được cảm xúc trên khuôn mặt của người đeo. Chuyển nó vào Metaverse. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!